em. Mời mọi người vô đây. Sao? Mọi người thấy thế nào? Dạ cũng tốt. Cảm ơn giám đốc. Giám đốc chu đáo quá. À, không có gì. Vậy mọi người thấy còn thiếu gì nữa không? Quá đầy đủ rồi. Cảm ơn anh rất nhiều. À, không có gì. Đây là việc cần phải làm. Ừ. Từ ngày mai, Linh và mọi người có thể đến đây ăn cơm được rồi. Tôi dự định cũng sẽ gọi cơm về đây ăn chung với mọi người. Hay quá, có anh chắc là vui lắm. Mấy chị ơi, từ ngày mai mình mang cơm theo ăn nha. Cái con nhỏ này không ăn ở đây còn ăn ở đâu nữa. Chuyện gì mà kêu tôi gấp vậy? Anh tới trễ 10 phút. Nếu mà anh cứ giữ tác phong như vậy á thì sẽ không tồn tại đâu. Anh xin lỗi cậu. Anh ghé qua mua mấy cái tờ báo một chút nè. Anh tính mua iPhone sao mà đọc báo quảng cáo vậy? Đâu có. Anh mua báo xem các thông tin kiếm việc làm. Cậu này cứ ghẹo anh hoài à. Anh làm gì có tiền mà mua mấy cái thứ iPhone đó. Cỡ như cậu xài mấy cái đó mới xứng á. Anh nói đúng. Cẩn thận nha con. Ê. Tú Lan đã về. Cô Thu, mở cửa xách đồ giùm tôi. Dạ. Ôi, con gái cưng của má nè. Gì vậy cô Lan? Sao giờ này chưa xuống siêu thị? Tôi không làm đâu. Tôi là nhân viên kinh doanh chứ không phải là nhân viên tiếp thị. Mà bắt tôi đi phát đồ khuyến mãi cho khách hàng. Đây là kế hoạch phát triển sản phẩm mới của công ty. Tất cả các nhân viên ở phòng kinh doanh đều phải đi xuống khu vực mình phụ trách để phân phối sản phẩm mới đến tay người tiêu dùng và các đại lý. Nếu cô không thích làm thì cứ nộp đơn xin nghỉ việc. Tôi sẽ chuyển lên giám đốc giùm cô. Anh có biết tôi về giám đốc? Cô làm sao? Tôi đang làm việc của giám đốc giao. Tôi không nghe giám đốc nói lại. Như vậy cô vẫn phải làm những công việc tôi giao. Nếu không cô cứ nghỉ việc. Nếu cô thích cô đi làm đi. Cô Loan, tôi yêu cầu cô đội nón xuống đại lý. Nè cô Loan. Đây là sản phẩm của công ty mới nhập. Tôi yêu cầu cô xuống đại lý chào hàng. Không có giám đốc ở đây, tôi mới chịu lép vế ông. Rồi sẽ có một ngày, ông sẽ phải lép tôi. Sao giờ này anh vẫn chưa đi làm? Anh có biết là phát hết cái đống đồ này, chắc em chết mất không? Sói nói ở đó có rất nhiều hoa và bướm đẹp. Bé khăn đỏ nghe lời sói đi vào rừng. Trong khi đó, sói vội vàng phóng thẳng đến nhà bà của bé khăn đỏ. Đến nơi, sói giả giọng. Bé khăn... Bà đọc tiếp nghe con. Dạ. Đến nơi, sói giả giọng bé khăn đỏ để bà mở cửa cho vào. Cái
cây đây, trái cây. Mời hai cha con ăn trái cây nè. Con ăn dưa hấu nha. Đây, ăn nè con. Ba biết rồi, con gái của ba thích ăn dâu tây hơn đúng không? Dạ. Hai cha con dạo này á, liên kết với nhau cho má ra rìa nha. Làm gì có. Má con á là người quan trọng nhất trên đời của ba con mình, đúng con? Dạ, con yêu má nhất trên đời. Đúng rồi. Má cũng yêu con lắm. Ba, ba có yêu con không? Ba yêu cả hai má con luôn á. Công việc làm lúc nào mà chẳng được. Anh muốn dành thời gian cho hai mẹ con em. Ăn đi em. Thiệt là bực mình. Điện thoại không bắt máy, nhắn tin không trả lời. Bộ định chuồng tôi hả? Ủa, cô chưa đi sao? Ờ, dạ, em đi liền ạ. Có nói gì đâu. Anh cũng thương lợi anh em mà. Mình đi em. Cút nè. Mấy người biến hết đi. Biến hết đi. Anh, coi lại giùm em bộ hồ sơ này đi. Đâu, đưa anh coi. Chắc là người mới đó, nên viết thấy mắc cười lắm. Ừ, còn non tay ghê á. Xong rồi nè em. Dạ cảm ơn anh. Linh coi xem ai mở cửa giùm em với. Kìa em, xem lại.
Em tới thăm dì Linh và gia đình không được sao? Anh phải quan ngân em mới đúng chứ. Em... Em ơi, có khách nè em ơi. Dạ. Ủa, Phương Trinh. Trời, tới nhà chơi nào sống nói. Để hai vợ chồng ra đón chứ. Chào Dự Linh. Ý dạ, quên mất, ngồi chơi, chờ chút nha. Anh à, hôm bữa em gặp Phương Trinh ở công ty. Em mời Phương Trinh về nhà mình chơi luôn á. Ủa vậy hả? Trời, không thể ngờ được là bà tới nhà tôi chơi đó. Bữa nay mình rảnh, mình muốn ghé thăm nhà Linh. Anh Tú, lâu rồi mới gặp lại anh đó. À, đã hơn 10 năm rồi còn gì. À, mà dạo này Trinh thế nào? Em mới về nước, vừa thành lập công ty xuất nhập khẩu hàng thủ công mỹ nghệ. Mới thành lập cho nên là công việc lu bu lắm. Nhất là về mặt nhân sự đó. Ủa, vậy là Trinh đang cần tìm người phải không? Tất nhiên rồi. Bộ có quen ai không giới thiệu cho mình với? Ở đâu xa, ông Tú nhà mình đây nè. Ông mới nghỉ ở công ty nhà nước, chuyên sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ. Ảnh giỏi lắm á. Nếu được thì còn gì bằng nữa. Không biết là anh Tú có sẵn lòng giúp đỡ em không? Ừ? Bên công ty của em đang cần một phó giám đốc phụ trách hàng nội địa. Hy vọng là anh có thể nhận lời. À, cái này thì... Nếu Trinh đang cần, anh xem có thể giúp cô ấy được không anh? Ừ, Trinh là chỗ bạn bè thân tình, xem ra anh từ chối cũng khó, đúng không em? Dạ, Phương Trinh đang cần người, anh qua giúp cho cô ấy. Vậy là tốt rồi phải không Trinh? May mà mình gặp được hai vợ chồng bồ, có anh Tú giúp sức, mình đỡ lo rồi. Anh Tú nè, ngày mai anh ghé công ty của em giới thiệu anh với mọi người nha. Cảm ơn em, ngày mai anh sẽ đến. Ô, thôi chết, em phải đi rồi, hẹn mọi người dịp khác nha. Trời, làm gì mà vội vàng dữ vậy? Tới nhà, chưa kịp mở uống nước đã đi về rồi. Có sao đâu, còn nhiều dịp khác mà. Cảm ơn Trinh nhiều nha. Bữa nào rảnh ghé nhà mình chơi nữa nha. Để anh tiễn Trinh. Dạ Linh à, mình đi nha. Ừ, bye. Anh không giận em chứ? Giận em về điều gì? Khi nào gặp em sẽ nói. Ở đây nói không tiện. Thôi em về nha. Ừ. Bye. Phương Trinh về rồi hả anh? Ừ. Trời, em mừng quá. Mình thật là may mắn khi gặp được Phương Trinh. Vậy là anh có được công việc tốt như trong mơ rồi. Trở thành phó giám đốc đúng như anh đã từng mong muốn. Làm ở công ty tư nhân lương phải cao hơn công ty nhà nước, cơ hội cũng nhiều hơn, đúng không anh? Chẳng phải em từng nói tay ông mất ngựa biết đâu là quả hay phúc hay sao? Em đang mừng quá trời luôn đây nè. Phương Trinh thật là tốt đó. Cô ấy bây giờ còn đẹp hơn ngày xưa. Chẳng có bù cho em nè, càng ngày càng xấu đi. Nói sao rồi chị Năm? Dạ, cô Dung chẳng chịu ăn uống gì cả. Cứ hết nằm trừng trừng nhìn lên trần nhà rồi lại ngồi như quá đá. Trông thấy mà ngán quá.
Tiểu này chắc đổ bệnh quá. Cả thằng nhỏ nữa. Khổ quá. Tôi nói chuyện này bà đừng giận. Chuyện gì cứ nói đi chị Năm. Tôi nghĩ cho cô Dung biết chuyện cậu Khánh Trình có nhân tình vào lúc này thì rất là nguy hiểm, bởi vì cô ấy mới sinh xong. Tôi cũng đang hối hận đây nè. Phải chi tôi nghe đây. À, chú Ất hả? Có địa chỉ nhà của nó rồi hả? Chú làm tốt lắm. Cú sút đầu tiên của các cầu thủ Inter Milan anh bù phải gặp áp lực. Tuy nhiên ngày hôm nay bất kể sự trở lại của người anh trong hàng phòng của MU, Randis. Anh ăn trái cây đi. Cảm ơn em. Rooney. Bàn thắng thứ hai dành cho các cầu thủ MU. Một pha kiến tạo tuyệt vời của Rooney. Vẫn chưa thực sự thoát ra khỏi cái trung vệ của Inter Milan nhưng đem ra mở cho. Rooney đã tạo điều kiện cho Ronaldo xâm nhập vòng cấm. Chào chào chị ạ. Chào em. Em là... Dạ, em là Hồng Loan, là nhân viên của anh Hưng ạ. Vậy hả? Vậy em vô nhà đi. Dạ. Em vào trong đi. À chị em. Dạ, nhân viên của anh. Em chào anh ạ. Có chuyện gì vậy cô Luân? Dạ, trưởng phòng kia mang hợp đồng này qua cho anh ký. Sáng mai anh ấy cần hợp đồng này để đi Long An gấp ạ. Đúng rồi, tôi quên mất. Cô đưa đây. Em gửi anh ạ. Mời cô ngồi. Em, lấy giùm anh cây bút. Dạ. Em làm cái trò gì vậy? Em nhớ anh quá. Em đánh liều đến đây chỉ để nhìn thấy anh thôi. Khi nào anh đến với em? Trời ơi, em mạo hiểm quá. Anh không muốn vợ anh nghi ngờ. Bây giờ em về đi. Khi nào anh rảnh á, anh sẽ đến. Em không chịu đâu. Ngày mai anh đến với em nha. Trời ơi. Biết nè anh. Em ăn trái cây đi. Dạ, em cảm ơn chị ạ. Đây cô. Em sẽ về nói với anh Dũng là ngày mai anh tới ạ. Ừ. Em xin phép anh chị. Ừ. Em tiện khách giúp anh. Dạ. Ủa, em đến đây bằng gì? Ừ, em đi taxi tới ạ. Chào chị em về. Ừ, chào em. Em thấy hơi lo lắng đó nha. Em thấy lo cái gì? Về cô nàng Hồng Loan đó. Em chỉ nghĩ lung tung thôi à. Em thấy rõ là hình như cô ta có cảm tình với anh. Ai mà thèm quan tâm tới cô gái đó. Là em thấy tội nghiệp cho cô bé đó thôi. Chứ em tin tưởng anh tuyệt đối. Thôi, mình lên coi con ngủ cho em. Dạ.
Ăn cháo đi con. Từ trưa tới giờ con có ăn gì đâu. Không ăn làm sao có sữa cho con hả? Chồng con gọi. Ôi, bà thương. Ôi, cháu của bà. Con có giận chồng đến mấy á thì cũng phải nghĩ đến đứa bé. Mẹ không tiếc món đồ con đã đập, nhưng làm như vậy á sẽ làm thằng bé giật mình. Con có hiểu không? Cho đến hôm nay á, lúc nào mẹ cũng cảm thấy ân hận vì sự nóng nảy của mẹ. Và đó cũng là nguyên nhân khiến ba con phải ra đi. Mẹ ao ước phải chi ngày xưa mẹ bớt nóng giận, mở cho ba con một con đường về với gia đình, thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Hồi đó ông ấy gian xin mẹ cho ông ấy một cơ hội về với gia đình, nhưng mẹ tự ái và tổn thương và nghĩ rằng không có ông ta mẹ vẫn có thể sống và nuôi con nên người, cho nên mẹ đã cự tuyệt. Quan trọng hơn hết là sau đó mẹ nhận ra rằng con cần ba hơn mẹ tưởng, và mẹ vẫn còn yêu ông ấy. Như khi đó ông ấy đã cưới cô ta. Mẹ kể chuyện đó để làm cái gì? Con không phải là mẹ, và anh ta không phải là ba. Chẳng có gì khác nhau ở đây hết con à. Đàn ông không người nào muốn bỏ vợ lấy nhân tình, chỉ trừ khi vợ không tha thứ cho anh ta. Vậy chứ mẹ muốn con phải làm gì? Con phải nhắm mắt cho qua hả? Bây giờ con chỉ muốn giết chết họ, muốn đập phá tất cả đồ đạc trong nhà. Trời ơi, tại sao tôi lại cưới một người chồng nhẫn tâm như vậy chứ? Anh ta đi ngoại tình, trong khi á tôi mang nặng đẻ đau đứa con của anh ấy. Con ơi, con hãy nghĩ đến đứa bé, nó còn quá nhỏ, mọi chuyện vẫn còn có cách giải quyết mà con. Mời em.
Quên đi, mình đâu có yêu cô ta. Cô ta đơn thuần chỉ là một phần của bộ sưu tập của mình. Con chào mẹ. Ừ. Vợ con đâu rồi mẹ? Đang nằm trong phòng. Cậu Trình, nó vừa mới ngủ, cậu vào làm nó thức. Thôi cậu về đi, tôi thấy cậu cũng mệt rồi đó. Con trai của ba. Mẹ, cho con ẵm nó một chút đi. Thôi, để cho cháu ngủ, chuyển qua chuyển lại là mệt nó. Dạ thôi con về. À, vậy sáng mai con tới nha. Sáng mai tôi đưa Dung đi khám bệnh rồi, cậu cứ đi làm, chiều về sớm là được rồi. Con trai của ba dễ thương quá à. Ba về nha. Ba về nha. Ồ, ngáp kìa. Con chào mẹ con về. Ừ. Cháu ngoan của bà, bà ghét ba cháu lắm. Ba cháu là xấu, nhưng bà phải giữ lại vì mẹ Dung của cháu đó, cháu biết không? Chị Năm. Dạ. Chị cho cháu ngủ giúp tôi. Dạ. Chú Ất hả? Dạ. Đã có thông tin đầy đủ của con nhỏ đó chưa? Dạ có rồi. Tốt, chú tới đây liền nha. Dạ. Bé Lan của bà giỏi quá, xếp thành căn nhà rồi đó. Con yêu, hôm nay má phải đi làm, con ở nhà chơi với cô Thu nha. Dạ. Ừ, con ngoan lắm. Vừa về, má sẽ mua búp bê cho con. Con gái má thích búp bê gì nè? Con chỉ muốn một em trai để chơi chung, má mua cho con nha. Là sao? Má không hiểu. Bà nói, má sẽ cho con một em trai để chơi chung với con. Tu Lan nè, chiều nay á, má sẽ mua cho con búp bê để cô chơi với em nha. Con không thích búp bê nữa, con chỉ thích em trai thôi, má mua cho con em trai đi. Tu Lan không ngoan rồi. Có những điều người lớn á, có thể cho con được, nhưng có những điều á, con không thể đòi hỏi. Con hiểu không? Dạ hiểu. Con chơi với búp bê trước, rồi từ từ má cho con em trai nha. Dạ con cảm ơn má. Con ngoan lắm, má đi làm nha. Dạ. Ủa, hôm nay anh không đi làm hả? Anh ngồi chơi với con một chút, đợi cho cô Thu cho nó uống thuốc xong rồi anh mới đi làm. Dạ, vậy em đi làm trước nha. Nè, bye bye. Hai cha con mình chơi tiếp nha. Dạ. Xếp đi con. Bé Tú Lan giỏi quá ta. Đó, gần xong rồi. Chết, lại quên nữa rồi.
sao em đến đây? Em không sợ hả? Em sợ gì mà không tới. Em biết giờ anh đi làm rồi. Alo. Dạ em nghe nè chị Bình. Dạ đúng ạ. Em đang giữ báo cáo tài chính. Dạ dạ em đến công ty liền ạ. Khổ quá. Anh nói vậy mà em cũng không hiểu sao. Em không biết. Bây giờ anh có đi không? Thôi được, đi. Đúng đó rồi, vào đi. Sao ăn ít vậy con? Con không ăn nữa đâu mẹ. Con ráng ăn thêm miếng nữa đi ha. Thôi mẹ để đi, con không ăn đâu. Con ăn ít như vậy sao được? Con phải nghĩ tới con của con nữa chứ. Con không ăn nổi nữa đâu. Con mệt quá. Trời ơi, sốt rồi. Để mẹ ra kêu chị Năm trong em bé. Con đi khám nha. Mẹ, tối hôm qua ba của thằng Khánh Đăng có đến thăm nó không mẹ? Có. Nó có quà nhưng lúc đó bé đã ngủ rồi. Chuẩn bị đồ nghề chưa? Chai một lít đủ để tắm từ đầu đến chân con bé đó. Nhớ phương án hành động chưa? Hất cho người đó, sau đó ra thang máy chuẩn thẳng gặp nhà bà Hương đúng không? Mày sẵn sàng đi, tao gọi điện kêu nó ra. Ok, gọi đi. Alo. Xin lỗi, phải công ty vận tải biển không ạ? Dạ đúng rồi ạ. À, làm ơn chứ tôi gặp cô Hoàng Uyên ạ. Dạ tôi Hoàng Uyên nghe đây ạ. Tôi là nhân viên công ty MS, có một món quà được gửi cho cô. Bây giờ phiền cô ra ngoài văn phòng nhận giúp tôi. Quà có ai gửi vậy anh? Tôi không thấy tên người gửi. Cô ra nhận giúp để tôi còn di chuyển đến chỗ khác. Dạ, anh chờ chút xíu, tôi sẽ ra ngay.
Cô Dung sao rồi bà? Tâm trạng có khá hơn chưa? Nó hỏi tôi về chồng của nó, chứng tỏ hận nhưng vẫn còn yêu. Phụ nữ chúng ta thường như vậy mà. Ghen lòng ghen lộn chẳng qua là vì yêu chồng. Chứ không yêu á mà biết chồng mình đi ngoại tình á, có khi lại còn mừng nữa. Chị nói cũng đúng. Quan trọng bây giờ là phải ổn định tâm lý cho nó. Dạ, bà nói phải. Phải kéo chồng nó về với gia đình trước đã. Mọi chuyện tính sao?